Công việc của tôi luôn yêu cầu phải quản lý thời gian. Vì vậy tôi nghĩ một chiếc đồng hồ tốt đối với tôi là rất quan trọng. Mỗi lần ra Hà Nội công tác thì tôi đều ghé thăm Gia Bảo Luxury để chọn mua đồng hồ. Đợt này thì công việc của tôi rất là bận nên tôi lựa chọn một cách khác, đó là đặt mua đồng hồ từ Hà Nội và Đà Nẵng. Thật ngạc nhiên là chất lượng đồng hồ rất tuyệt vời. Đồng hồ được bảo quản kỹ lưỡng và cẩn thận, không khác gì mua ở cửa hàng. Tôi thấy rất tin tưởng và an tâm khi mua đồng hồ tại Gia Bảo Luxury. Hôm nay là sinh nhật tôi. Và đây là món quà mà chồng tôi tặng. Thích cái đồng hồ này lâu lắm rồi mà mãi từ Hà Nội không ra coi được. Thế mà ấy, lần đi sinh nhật ông xã lại chơi lớn, đặt thẳng từ Hà Nội vô Huế luôn. Ban đầu á tôi rất là lo vì có nhiều chuyện vận chuyển đồ đạc lăng nhăng rồi làm hỏng làm xước đồ. Nhưng mà hôm nay á, lúc nhận hàng tôi quá bất ngờ luôn. Bên công ty á giao bằng ô tô riêng mà bên đó rất là tâm lý, bọc quà rất chí là cẩn thận. Tôi cảm ơn Gia Bảo Luxury vì đã cho tôi một sinh nhật vô cùng ý nghĩa. Tôi cũng đã lớn tuổi rồi, đi lại hết sức khó khăn. Tôi vẫn đam mê chơi đồng hồ. Điều thú vị là trong bộ sưu tập của tôi thì chủ yếu là mua và giao hàng của Gia Bảo Luxury, không phải đến tận nơi để chọn và mua đồng hồ như mọi người. Quá trình giao và nhận hàng ấy, rất nhanh chóng, cẩn thận, tỉ mỉ và chu đáo. Còn chất lượng thì rất là tốt. Đây là gia tài của tôi, những bảo vật của thời gian. Với Gia Bảo Luxury, sự hoàn hảo và tận tâm đến từ những điều nhỏ nhất. Chúng tôi cung cấp dịch vụ giao hàng dọc miền Tổ quốc để trao gửi tận tay những bảo vật của thời gian. Bởi mọi nụ cười của khách hàng là niềm hạnh phúc của chúng tôi. Gia Bảo Luxury, trao gửi bảo vật của thời gian.